Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Converter. Ngay bên cạnh mình đây, có thể là bên trái bên phải thôi. Cứ sau lưng mình đi, sau lưng mình đây là một bộ PC có trị giá gần 80 củ khoai. Không tính màn hình nhá, màn hình này sẽ có một mức giá khác đấy. Và tại sao một bộ PC trông nó đơn giản và nhẹ nhàng như này lại có mức giá cao đến như vậy? Thì đối với những bạn chọn mua bộ PC giá rẻ hiệu năng cao một chút đấy, thì yếu tố đồng bộ với thương hiệu có lẽ sẽ tạm gác sang một bên. Tuy nhiên, đối với những bạn cần một bộ máy nó khủng xịn xịn hoặc đắt tiền một tí ấy, thì yếu tố đồng bộ được đặt lên hàng đầu. Bởi vì tại sao? Thứ nhất, vì nó sẽ đồng bộ về mặt thiết kế. Và cái thứ hai, đó là phần LED RGB cùng một hãng điều chỉnh cho nhanh, đỡ phải dùng nhiều phần mềm. Và với gần 80 củ khoai bỏ ra thì các bạn hoàn toàn có thể làm được các công việc, ví dụ như edit video này, chỉnh sửa ảnh, livestream này, chơi game biên độ phân giải 2K. Nói chung là rất nhiều các thứ luôn. Và mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của máy này. CPU chơi game tốt nhất hiện nay theo như Intel quảng cáo luôn nhé, là i9 9900K, 8 nhân 16 luồng, xung nhịp tối đa có thể đạt được 5.0 GHz, và hoàn toàn có thể 8 nhân thì chắc chắn là không được 5.0, chỉ có 4.7 GHz thôi. Và để có thể gánh được i9 9900K, chúng ta sẽ cần một mẫu bo mạch chủ nó phải đủ mức xịn sò, và Asus ROG Strix Maximus Hero bản Wi-Fi là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý với những gì mẫu bo mạch chủ có thể mang lại. Có hệ thống tản nhiệt cho VRM để anh em có thể ép xung vô cùng thoải mái này. Cái RAM là bọc thép này, kể cả cái PCIe đều được bọc thép. Nói chung là đủ hết những gì anh em có thể mong muốn. Wi-Fi và Bluetooth cho những bạn ưa thích sự gọn gàng. 4 RAM 8GB với tổng dung lượng là 32GB, đủ với các nhu cầu làm edit, làm effect hay thậm chí livestream chơi game. Tất cả các dựng game hiện tại thì 32GB RAM là thừa thãi rồi, làm việc thì có thể sẽ thiếu thôi. Và cái nhu cầu để chủ yếu hướng tới các bạn gọi là nhu cầu high end, là cần một PC hiệu năng cao để mà chơi game ấy. Ví dụ như tựa game hot nhất hiện nay có lẽ là Call of Duty Warzone này, đúng không? Cấu hình yêu cầu không hề thấp một chút nào cả. Cấu hình đề nghị cũng đã là CPU Core i5 2500K. Đây, mẫu CPU không phải yếu đâu, soi mức dung nhịp. Và càng đồ họa sẽ là GTX 1060 trở lên, đúng không? Cấu hình rất cao. Mà thậm chí nhu cầu của mình đang hướng tới là chơi game trên độ phân giải 2K hoặc thậm chí là 4K. Nên RTX 2080 Super là một sự lựa chọn vô cùng tốt. Khi mà xét về hiệu năng, nó mạnh hơn cả GTX 1080 Ti. Nên nói thẳng luôn, tất cả các tựa game online hiện tại độ phân giải 2K, 4K đều chiến mượt mà. Và mua card xịn thì chúng ta cần phải dựng card đồ họa lên, đúng không? Và đồng bộ là yếu tố đặt lên hàng đầu, nên chúng ta sẽ có một dây riser cũng đến từ Acer luôn, xịn sò hết sức luôn. Và để cấp nguồn cho hệ thống thì chúng ta sẽ cần bố thọ, à không, một bộ nguồn Acer Power 850W là chuẩn 80 Plus Platinum, dây nguồn được dạng module, đúng không? Chỉ cần nói đến đấy thôi là các bạn biết là bộ nguồn nó xịn tới cỡ nào rồi đấy. Thôi, chúng ta sẽ không còn nói dài phần này nữa. Tản nhiệt đương nhiên rồi, chắc chắn phải tản nhiệt nước thì mới chịu được sức nóng của i9 9900K. Và có lẽ có thể nhiều bạn đã nghe qua hoặc nhìn qua, nhưng mà chắc chắn là chưa thể thấy rõ ràng về mẫu tản nhiệt nước mình đang có ở đây. Đây là tản nhiệt All-in-One ROG Ryujin 360. Đây là một mẫu tản nhiệt nước All-in-One Quad 360. Ở giữa là block nước và có màn hình OLED hiển thị được ti tỉ các thông tin mà anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh thông qua phần mềm. Một điểm mình cực thích trên cái mẫu tản nhiệt này đó chính là ở dưới block ấy có một cái quạt nữa, và quạt thổi được 4 phía. Việc thổi được nhiều phía vậy, thứ nhất rất quan trọng đó là tản nhiệt cho khu vực VRM, giúp khu vực VRM luôn đạt được mức độ nhiệt độ lý tưởng cho những anh em nào bị ám ảnh về nhiệt độ. Và cái thứ hai có thể tản nhiệt cho một thanh RAM và một khe NDMA2 nữa cũng được, mà mèo mó có hơn không. Và các bộ PC nó xịn như này mà hướng tới chơi game mà toàn game nặng hay không thì SSD nó phải xịn sò. Samsung 970 Evo 1T là đủ cho các bạn cả những game nặng đô nhất. Hoặc nếu như các bạn yêu thích nhiều các tựa game hơn hoặc là làm một số các công việc khác thì hoàn toàn có thể lựa chọn các phiên bản từ 1T đến 10T hay thậm chí là 20TB HDD hoặc là SSD, tùy mức ngân sách các bạn có thể bỏ ra. Cuối cùng là vỏ case Acer ROG Strix Helios cao to đen nhưng không hề hôi một chút nào cả. Và khi mua bộ PC này về, ngoài những giờ giải trí căng thẳng thì các bạn hoàn toàn có thể lấy ra để làm tập tạ với những cái phần quay bên trên này. Các bạn có thể tập thử xem 70 triệu à, gần 80 củ khoai nó nặng tới mức nào nhá. Và cuối cùng là phần trải nghiệm hiệu năng của em nó, và để đủ sức để gánh được cái bộ PC này. Bộ PC này nó khủng quá mà dùng màn hình Full HD có lẽ nó không vừa sức, nên mình sẽ sử dụng một màn hình ROG Strix XG32V có độ phân giải là 2K, tần số quét 144Hz, có chân đế xoay ngang đủ các tư thế từ truyền thống cho tới nâng cao. Và phần ở bên dưới chân đế này anh em có thể nhìn thấy đây, phần chiếu sáng logo rất xịn sò nhá. Và mình sẽ nói một chút về phần thông số của mẫu màn hình này. Thì màn hình này có độ phủ màu rất cao, lên đến 125% giải màu sRGB và 100% giải màu NTSC. Nói chung mình thấy màn hình này phù hợp với nhu cầu chơi game và giải trí gaming thông thường hơn, bởi vì nó quá đẹp, nó quá lớn, 32 inch, thậm chí nó còn cong nữa. Thế nên giải trí thông thường là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời.
Nếu như các bạn không muốn bỏ ra quá nhiều tiền cho một bộ PC để chơi Warzone thì hoàn toàn có thể lựa chọn các phiên bản thấp tiền hơn với mức giá chỉ từ 11 triệu đồng hoặc cao hơn một chút với mức giá khoảng 15 triệu đồng. Tổng kết lại thì mình thấy đây là một PC được mình dựng lên, thứ nhất là để phục vụ cho những bạn mà chơi game chế độ phân giải cao, đặc biệt là tựa game Call of Duty Warzone đang cực kỳ hot hiện tại, chiếm trên bộ PC này rất mượt mà, và còn để dành cho những bạn ưa thích những vẻ đẹp độc lạ, bởi vì một số các sản phẩm trong này rất hiếm, không phải anh em cứ có tiền là mua đâu. Tuy nhiên hiện tại Anpad đang sẵn hàng những cái sản phẩm nó hiếm như này. Anh em đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anpad Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình nhá. Đừng quên, hiện tại mặc dù hàng Khang nhưng giá không đổi và Anpad hỗ trợ trả góp 0% luôn. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.